Xin kính chào quý bà con và các bạn đang theo dõi kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện nay cái lợi nhuận mà dòng động vật hoang dã mang lại cho bà con rất là lớn. Chính vì thế nên rất nhiều bà con đã dịch chuyển từ mô hình chăn nuôi những động vật thông thường sang chăn nuôi những dòng động vật hoang dã. Và điển hình trong đó có con chồn mốc. Nhưng có rất là nhiều bà con có những cái nỗi băn khoăn và có vấn đề cần tìm lời giải đáp, đó chính là nuôi một cặp chồn thì sau bao lâu sẽ hòa vốn và sau bao lâu sẽ có lãi. Chính vì những cái thắc mắc đó của bà con mà hôm nay tôi đang có mặt tại trang trại của anh Toàn có địa chỉ tại Hà Nội để cùng anh tìm những cái lời giải đáp cho bà con ạ. Dạ xin chào anh ạ. Xin chào anh ạ. Tôi xin kính chào quý bà con và xin chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Toàn, chủ trang trại nuôi chồn mốc có địa chỉ tại Thường Tín, thành phố Hà Nội ạ. Thưa anh Toàn, khi mà bước chân vào trang trại của anh thì tôi đã rất là choáng ngợp bởi cái quy mô của trang trại nhà mình. Anh có thể chia sẻ cho bà con để biết là tổng diện tích trang trại anh hiện tại đang là bao nhiêu và anh có bao nhiêu cặp chồn không ạ? Dạ vâng, tôi cũng xin giới thiệu với quý bà con là trang trại tôi có diện tích rộng 1.700 m. Và hiện giờ trang trại tôi đang có 700 cặp sinh sản và lẫn thương phẩm của loại chồn mốc. Tôi cũng xin giới thiệu với quý bà con, trước kia thì tôi cũng nuôi, đầu tiên ấy thì tôi cũng chăn nuôi con chồn mốc này thì là cũng 10 đôi thôi. Nhưng mà sau đó nhu cầu của thị trường rất là cao và khan hiếm nên là tôi cũng đã nuôi nhân giống, nhân đàn lên và đến giờ trang trại tôi cũng có 700 cặp tổng sinh sản và thương phẩm ạ. Thưa anh, thì với cái số lượng con giống khủng như trang trại mình thì anh có thể chia sẻ cho bà con được biết là cái lợi nhuận mà một cặp chồn bố mẹ một năm sẽ mang về lợi nhuận cho trang trại mình là bao nhiêu không ạ? Vâng, tôi cũng chia sẻ với quý bà con là một cặp chồn mang về cho trang trại tôi là dao động từ 45 đến 50 triệu một cặp trên một năm ạ. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn cho bà con để biết là từ đâu mà mình có những cái nguồn lợi như thế ạ? Ví dụ như thế là con về cái chi phí thức ăn của con chồn này nó ăn những gì và cái như trang trại mình thì tôi thấy rất là rộng, thì một mình anh thì không thể mà nào mà bao quát hết được, thì mình có phải mất tiền thuê nhân công không, và trong cái khoảng 45 đến 50 triệu đó thì anh đã trừ đi chi phí thức ăn và trừ đi chi phí nhân công chưa ạ? Dạ vâng, tôi cũng xin thưa với quý bà con là như trang trại tôi đây thì chi phí cho thức ăn một con chồn ấy thì là bữa sáng tôi cũng chỉ cho ăn là 1.5 cho đến 2 quả chuối, và buổi chiều thì là một bát con cháo. Chi phí cho một con chồn ấy, thức ăn trên một ngày nó dao động từ vào 1.500 đến 1.800 cho một con chồn. Thì là và như trang trại tôi quy mô như này thì nên là gia đình tôi cũng không thể làm hết được và trang trại tôi cũng phải thuê thêm nhân công. Nên là tôi cũng đã trừ hết chi phí đi rồi. Trong khi cho một cặp chồn đã sinh sản ra một năm là được 2 lứa thì đâu đấy nó cũng mang lại cho lợi nhuận trang trại tôi là từ 45 cho đến 50 triệu trên một cặp. Trên một đầu mẹ trên một năm đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì anh có thể cho bà con được biết là con chồn này thì mỗi một lứa thì nó sẽ sinh sản bao nhiêu con không ạ? Vâng, thưa với quý bà con là con chồn này mỗi một năm là nó sẽ sinh 2 lứa và mỗi lứa từ 2 cho đến 6 con. Thì tôi cũng chỉ tính với bà con là lấy cái mức trung bình là 2 con thôi, 2 con trên một lần sinh thì là một năm 2 lứa là sẽ được 4 con. 4 con thì là tôi như trang trại tôi thì đang chăn nuôi với một tháng nó dao động từ nếu mà chăn thương phẩm như trang trại tôi nó đang dao động từ 8 lạng cho đến 1.2 cân. Thì là một năm quý bà con cũng đâu đó thì một cặp chồn cũng được khoảng 32 cân. Thì như ngoài giá ngoài thị trường thì nó đang dao động từ 2 triệu 2 cho đến 2 triệu rưỡi. Như trang trại tôi bao tiêu cho quý bà con thì nó 1 triệu 7 cho đến 1 triệu 9. Mà trong khi đó tôi tính với bà con là 32 cân mà nhân với giá 1 triệu 7 thôi. Thì là đâu đó nó cũng vào khoảng trên dưới 50 triệu rồi. Thì tôi đã trừ hết chi phí đi rồi là một cặp chồn cho trang trại tôi là cũng sẽ được 45 cho đến 50 triệu. Vậy là cái chi phí thức ăn cho cái con chồn này trong một ngày là không đáng kể đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vậy thì anh có thể cho bà con được biết là
Trang trại anh đang cung cấp giống ra ngoài thị trường thì mình sẽ cung cấp giống từ khi mà nó đạt được mấy tháng tuổi ạ? Vâng, tôi cũng thưa với quý bà con là trang trại tôi là cung cấp giống cho quý bà con ra ngoài thị trường, nên là chúng tôi cũng sàng lọc là rất là kỹ, là lứa đầu tiên là 3 tháng tuổi là chúng tôi cũng đã sàng lọc rồi, và để đáp ứng được cái con giống đẹp cho quý bà con nên là 3 tháng tuổi là cái chúng tôi đã cung cấp, lứa 3 tháng tuổi là chúng tôi đã cung cấp giống cho bà con. Và đến tiếp theo đó là chúng tôi lại có một loại 5 tháng tuổi là cũng cung cấp giống cho quý bà con. Và tôi xin thưa quý bà con là như một cặp bố mẹ 3 tháng tuổi là trang trại tôi đang bán ra ngoài thị trường giống là 15 triệu một cặp, và 5 tháng tuổi thì là 20 triệu một cặp, là một bố một mẹ. Tiếp theo đấy thì là cái mức giá biểu thứ ba là cái lứa 7-8 tháng tuổi là hậu bị đấy ạ, là chuẩn bị vào ghép giống lần đầu tiên để cho sinh sản lần đầu tiên đấy, là 25 triệu một cặp, cũng gồm một đực một cái. Và trang trại tôi là cái biểu bố mẹ đã sinh sản 1-2 lứa là 35 triệu một cặp, là một đực một cái ạ. Vậy thì anh Toàn có thể chia sẻ cho bà con được biết là đối với cái lứa trồn mà 3 tháng tuổi thì khi mà bà con mua về thì sau bao lâu nó sẽ sinh sản không ạ? Vâng, tôi thưa với quý bà con là cái lứa trồn mà 3 tháng tuổi là quý bà con cũng chăn đến cho tôi là khoảng từ 7 tháng cho đến 8 tháng nữa là bắt đầu nó vào sinh một lứa đầu tiên. Tức là nó bắt đầu đi vào cái thời kỳ động dục lên giống đúng không ạ? Vâng ạ. Khi mà bà con mới bắt tay vào chăn nuôi cái con trồn mốc này thì anh có lời khuyên nào cho bà con khi đi mua giống không ạ? Tức là khi mà mua giống thì nên mua loại nào để có thể nhanh hòa vốn nhất và nhanh có lãi nhất? Đối với những bà con mà mới chăn nuôi ấy, tôi nên khuyên quý bà con là nên lựa chọn những con giống ít nhất là từ 7-8 tháng tuổi là hậu bị đấy ạ. Và hoặc bố mẹ đã sinh sản từ 1-2 lứa thì là cái cho quý bà con là đảm bảo cái đồng vốn và nhanh thu lại cái đồng vốn quý bà con đầu tư ban đầu ra. Thưa anh, thì trước đó thì anh Toàn có chia sẻ là đối với những con trồn mốc này thì khi mà chăn nuôi sinh sản thì từ giai đoạn 3 tháng thì trang trại anh đã đi vào sàng lọc rồi. Thì anh có thể chia sẻ cho bà con để biết là cái quá trình chọn lọc con giống của trang trại anh thì nó diễn ra như thế nào không ạ? Dạ vâng, tôi cũng thưa với quý bà con là trong cái quá trình mà lựa chọn con giống ở trang trại tôi ấy, nó phải đạt mức là tỷ lệ là phải lên từ 95% đó lên. Như trang trại tôi lựa chọn con giống là lứa đầu tiên là 3 tháng này là tôi chọn những con nó khỏe mạnh này và nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt và không được dị tật. Là lúc đấy là tôi đã lựa chọn một lứa đầu tiên. Và đến lứa thứ hai là 5 tháng tuổi thì tôi cũng lựa chọn là những cái con nó phát triển đầu đàn nhất ở trong đàn đấy là tôi cũng chọn ra. Và trong khi đó là đến lứa, đặc biệt là đến lứa từ 6 tháng tuổi cho đến 7-8 tháng tuổi đấy là chuẩn bị hậu bị đấy, là chuẩn bị vào ghép đôi ở trong trang trại tôi, là tôi phải lựa chọn kỹ càng hơn. Lúc đấy là bộ phận sinh dục của con trồn mốc này nó đã rõ ràng rồi, nên là tôi lựa chọn như con cái thì hai bên hàng vú nó phải đều, và con đực thì là nhìn thấy cái hai hạt kê của nó không bị dị tật. Không bị dị tật bộ phận sinh sản đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Còn thưa anh, thì đối với những cái dòng bố mẹ thì mình có trải qua cái khâu lựa chọn nào nữa không ạ, khi mà đến cái lứa bố mẹ? Dạ vâng, thưa quý bà con là như cái đến lứa bố mẹ, lứa đầu tiên ấy là trang trại tôi đã lựa chọn đến lần này là lần đẹp nhất để làm con giống cho bà con. Là như lứa đầu tiên thì là nếu như những con nào mà đẻ từ 1-2 con là chúng tôi sẽ bỏ ra từ 1 con sẽ bỏ ra để làm thương phẩm. Còn như nếu đẻ 2 con mà nó đẻ vào con cái khỏe đẹp thì tôi cũng để lại để lọc lại để lần sau để xem có đẻ từ 2 con trở lên không. Nếu như đẹp là tôi sẽ để lại, còn không là tôi cũng sẽ cho làm thương nuôi để làm thương phẩm.
Tức là cái khâu mà lựa chọn con giống ở trang trại mình rất là kỹ càng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thưa anh, thì để chuẩn bị cho cái con chồn mốc này nó bước vào cái giai đoạn sinh sản được tốt nhất, thì đối với cái lứa hậu bị, tức là lứa 7 đến 8 tháng, thì về cái khẩu phần ăn của con chồn này thì trang trại anh có chế độ chăm sóc gì đặc biệt hơn không ạ? Dạ vâng, tôi cũng thưa với quý bà con là cái lứa 7-8 tháng hậu bị chuẩn bị chúng tôi ghép giống để phối giống lứa đầu tiên ấy, tôi cũng cho ăn cái tần suất ăn thì nó cũng như thế, sáng thì cũng hai quả chuối và đến trưa thì đến chiều tối thì chúng tôi cũng cho ăn cháo thịt, nhưng mà đặc biệt hơn là đêm là chúng tôi cùng một tuần cũng là bổ sung thêm 2 đến 3 lần là mỗi quả trứng vịt lộn trên 2-3 lần trên một tuần. Và mình sẽ cho con chồn hậu bị đấy ăn kéo dài trong khoảng bao lâu ạ? Và tôi kéo dài bổ sung cho trứng vịt lộn cho con chồn đấy là kéo dài từ 2 cho đến 3 tuần lúc phối giống lứa đầu tiên của chồn. Thưa anh, thì hiện nay đang có rất là nhiều bà con đang muốn chăn nuôi con chồn mốc này vì là nhận thấy cái lợi nhuận mà con chồn mốc này nó mang lại rất là lớn. Khi mà bà con muốn chăn nuôi, muốn tìm hiểu thì anh có sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm mà anh đã đúc kết được trong nhiều năm qua tới với quý bà con không ạ? Dạ vâng, tôi thì cũng giới thiệu với quý bà con là nếu quý bà con có đam mê nuôi con chồn và làm kinh tế để hiệu quả như trang trại tôi, nhà tôi, thì tôi cũng rất sẵn lòng chia sẻ với quý bà con. Bà con có thể liên hệ qua số điện thoại với tôi hoặc có thể đến trực tiếp trang trại của tôi để tham quan mô hình và trao đổi học hỏi kinh nghiệm cùng với tôi. Tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ chia sẻ với quý bà con.